Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bổ nhiệm tướng quân đội làm tuyên giáo, ông Trọng muốn chiến với ai. Về mặt đảng, ông Nguyễn Phú Trọng là tư lệnh cao nhất trong quân đội với chức vụ Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Thông thường chức trưởng ban tuyên giáo là viên Bộ Chính trị, nhưng lần này ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn Thượng tướng Quân đội Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa thay thế ông Võ Văn Thưởng. Ông này chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng, không phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là câu nói hỏi lớn về vấn đề bổ nhiệm bất thường này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Phó Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khả năng rất cao là ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ được cơ cấu vào Bộ Chính trị một thời gian nữa. Cũng giống như ông Nguyễn Văn Nên đã từng bổ về làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào hồi tháng 10 năm ngoái, khi lúc ông này đang là Ủy viên Trung ương Đảng. Và sau đó là ông này chính thức vào Bộ Chính trị, bởi ai cũng biết vị trí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Nay ông Nguyễn Phú Trọng cũng chơi bài y hệt như vậy với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thì khả năng rất cao là ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ được cơ cấu vào Bộ Chính trị trong những lần hội nghị trung ương tiếp theo mà thôi. Trong một động thái hoàn toàn hoàn thiện cơ cấu nhân sự cho dàn lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam hậu Đại hội 13 của Đảng này, ông Nguyễn Phú Trọng đã đi nước cờ khá bất ngờ đối với nhiều người. Một tướng lĩnh là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lại được bố trí vào Ban Tuyên giáo là việc làm chưa có tiền lệ. Tuy việc của ông Nghĩa cũng là công tác tư tưởng, nhưng từ quân đội nhảy vào Trung ương Đảng thì xưa nay rất hiếm. Ngành báo chí của Đảng sẽ trở nên ngột ngạt hơn sau động thái này. Hôm 19 tháng 2 năm 2021, cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên quán tỉnh Tiền Giang, miền Nam Việt Nam, được ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm vào chức vụ này thay thế cho ông Võ Văn Thưởng, cựu trưởng ban, người vừa trước đó được cử nắm vị trí thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một ông tướng quân đội làm công tác nhồi sọ cho toàn dân. Có thể sắp tới đây, báo chí nhà nước sẽ gặp khó khăn với ông tướng này, bởi những người làm trong quân đội, họ thường rất mạnh tay kỷ luật những ai không đúng ý với họ. Mỗi bài báo đăng trên báo, tổng biên tập cần phải cẩn thận, nếu không thì rất dễ bị trừng phạt. Vào ngày 19 tháng 2 tại Hà Nội cũng đã diễn ra hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, ông Lương Cường, đại tướng quân đội. Tại hội nghị này, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định số 06 vào ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư. Theo quyết định số 06, Bộ Chính trị cũng phân công ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Trước đây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm công tác tuyên giáo cho nửa triệu quân lính, và giờ đây ông ta được ông Nguyễn Phú Trọng giao cho trọng trách sẽ là chỉ đạo đường lối quản lý báo chí, truyền thông ở quốc gia có gần 100 triệu dân này. Trong buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng với vai trò là thường trực Ban Bí thư nói rằng ông Nguyễn Trọng Nghĩa được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, được thử thách, trưởng thành trong quân đội. Đã trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng từ cơ sở đến lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, với kinh nghiệm được phong phú, được tích lũy từ 5 tháng công tác trong quân đội và với sự am hiểu về công tác tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, truyền thông và sự gắn bó chặt chẽ của ông Nguyễn Trọng Nghĩa với Ban Tuyên giáo Trung ương. Thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã tin tưởng ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và câu hỏi đặt ra là ông Nguyễn Trọng Nghĩa là ai? Theo trang tin của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, là Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa vốn quê quán ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Được biết gia tộc Lê Trương nổi tiếng nắm quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh trước đây cũng có quê quán ở Tiền Giang. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đang rất có nhiều triển vọng vào Bộ Chính trị. Nếu đây là sự thật thì phe miền Nam sẽ có thêm một ủy viên Bộ Chính trị nữa vớt vát được những thất bại ê chề tại đại hội lần thứ 13. Được biết, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 vào tháng 1 năm 2016, là đại biểu Quốc hội khóa 14 và mới đây, tại đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và tại hội nghị
thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông trúng cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2012 cho đến nay. Ông được thăng quân hàm Trung tướng vào năm 2013 và Thượng tướng vào tháng 9 năm 2017. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là nhân tố mới và đang được cất nhắc để nắm những vị trí lớn trong Đảng. Và rất có thể ông Nghĩa sẽ dễ dàng Ban tuyên giáo để đi lên, vì nếu ở trong quân đội, ông vẫn phải ở sau cái bóng của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh nếu mà làm trưởng Ban tuyên giáo thì khi đó ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ không còn mặc áo lính nữa. Đây là một động thái khá bất ngờ, bởi vì trong danh sách nhân sự người ta dự kiến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được sắp xếp sẽ nên làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà bổ nhiệm như hôm nay sẽ xảy ra một khả năng khác nhau. Đó là Đại tướng Lương Cường có thể sẽ ở lại vị trí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng nếu điều đó xảy ra thì cũng vẫn phù hợp, bởi vì chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam rất quan trọng. Bởi vì như chúng ta đã biết rằng từ trước đến nay, chức vụ này không chỉ quan trọng trong quân đội Việt Nam, mà chức vụ này người ta vẫn đưa được người từ quân đội ra làm các việc của dân sự, việc của Đảng tiếp theo. Và ông Nguyễn Phú Trọng muốn tăng số lượng các ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí thư để củng cố vị thế trước ông Phạm Minh Chính, phải không? Đây là câu hỏi cũng được dư luận đặt ra. Hiện nay, quân đội đã có hai ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Lương Cường và ông Phan Văn Giang. Bao nhiêu đó đã quá chật chội nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục bố trí ông Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn tiếp tục ở lại Bộ Quốc phòng. Hiện nay, ông Nghĩa đã có quá trình công tác 42 năm trong quân đội, mà chủ yếu ông làm công tác đảng trong quân đội, tức là làm chính trị viên rồi lên tới làm chính ủy, rồi lên cấp cao hơn. Trong công tác đảng đó có một phần gọi là công tác tổ chức nhân sự của quân đội. Rõ ràng với một lý lịch như thế thì có thể thấy rằng ông có đậm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác đảng, công tác nhân sự và công tác chính trị quân sự trong quân đội mà thôi. Nếu kéo ông qua làm trưởng ban tuyên giáo, ắt hẳn ông Nguyễn Phú Trọng có dự định gì đó ở phía sau. Thông thường trong ban bí thư có khoảng 5 ủy viên Bộ Chính trị, có lẽ lần này ông Nguyễn Phú Trọng muốn bố trí ông ủy viên Trung ương Đảng làm trưởng ban tuyên giáo để sau cho ban bí thư có 6 ủy viên Bộ Chính trị sẽ áp đảo chính phủ của ông Phạm Minh Chính chăng? Rất có thể. Và chính phủ sẽ có từ 3 đến 4 ủy viên Bộ Chính trị mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang gia cố ban bí thư cho thật vững chắc. Bước đi này của ông Phú Trọng chưa được định hình rõ lắm, nhưng dường như ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn tăng số lượng ủy viên Bộ Chính trị trong bộ máy đảng trung ương mà ông đang nắm. Ông Trọng vẫn đang tranh thủ được rất nhiều các thuận lợi và lực lượng để không một thế lực nào có thể vượt qua ông được. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng là một trường hợp bẻ lái từ quân đội sang làm ban tuyên giáo, mà ông có kinh nghiệm về các lĩnh vực mà ban tuyên giáo trung ương có nhiệm vụ phải làm. Ví dụ như không thể lấy mối liên hệ giữa công việc của ông ấy đã làm với những nhiệm vụ về đường lối, về chính sách khoa học, công nghệ, rồi văn hóa, giáo dục, truyền thông, báo chí, và chưa thấy mối liên hệ đó. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm này không thành vấn đề. Vấn đề là Nguyễn Phú Trọng cần một cá nhân kề vai sát cánh với ông để hỗ trợ ông có thế mạnh hơn đối thủ khác mà thôi. Và câu hỏi đặt ra là mục tiêu kép của Nguyễn Phú Trọng là gì? Nếu trong một vài năm tới Nguyễn Trọng Nghĩa mà vào ủy viên Bộ Chính trị thật sự, thì đó là cách mà ông này vào Bộ Chính trị một cách không chính thức. Còn nhớ năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng cũng dùng cách này để đưa ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị, nhưng thất bại bởi khi đó còn có thế lực Nguyễn Tấn Dũng đủ mạnh để chặn ý đồ này. Tuy nhiên, ở Đại hội 13 này thời thế đã khác, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang là thế lực mạnh nhất. Thế lực của Phạm Minh Chính đang lên nhưng chưa có dấu hiệu đối đầu với thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy nên dự đoán rằng việc đưa ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Bộ Chính trị vẫn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang lập kế hoạch để đạt được mục tiêu kép củng cố vương vị của ông. Vào năm 2013, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng vào Bộ Chính trị theo cách con đường không chính thức, và cuối cùng bà lại được bố trí vào tứ trụ. Những người vào Bộ Chính trị không chính thức thông thường phải có thế lực rất mạnh đỡ đầu thì họ mới có thể vào được, nên khả năng leo cao của họ là khá tốt. Động thái đưa ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào ban tuyên giáo cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng bàn tay sắt để trị dân trong nhiệm kỳ thứ 3 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của mình thì thực ra là rất khó dự đoán. Đây là mục tiêu thứ nhất. Còn mục tiêu nữa là muốn tăng số lượng ủy viên Bộ Chính trị dưới trướng để củng cố vị trí vững chắc trong bản thân ông Trọng. Đó chính là mục tiêu kép của ông Nguyễn Phú Trọng,
vừa muốn trị dân vừa muốn thế lực của mình vẫn bất khả chiến bại như 5 năm qua. Và liệu mục tiêu kép lần này có thành công hay không thì có lẽ phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa. Và sau đại hội đảng lần thứ 13 thì các thế lực trong Đảng Cộng sản vẫn luôn đấu đá và chúng ta phải đợi bắt đầu bầu cử quốc hội xong khi các nhân sự được bố trí và công khai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 2 năm 2021 với bản tin Bổ nhiệm tướng quân đội làm tuyên giáo, ông Nguyễn Phú Trọng muốn chiến với ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.